Đây là quang cảnh chợ phiên. Lâu nhất là cái chợ bò này, họp đến 10 giờ vì mua một con bò là nó cũng to tiền nên là mọi người là cẩn thận hơn. Quang cảnh đồng bào đi chợ. Bây giờ cái chợ này cũng vẫn còn giữ được bản sắc nhưng mà so với ngày xưa là cũng mất cái nét dân tộc nhiều. Bên cạnh là toàn những cái nhà cao tầng vàng bạc. Mọi người buôn bán rất là tấp nập. Đến giờ này cũng nhiều người chưa bán được. Nhưng mà cầm với số lượng lớn này là chắc là người ta cũng buôn. Chứ còn có những người ở trên núi xuống thì người ta chỉ mang 1-2 con thôi. Thì là những người người ta nhu cầu cần bán. Người ta chỉ mang 1-2 con. Còn những người bán mà nó vẫn còn nhiều thì người ta cũng mua từ lúc sớm và bây giờ lại bán lại.
Bán gà đấy, thanh niên rất mê nuôi gà. Đây là chó của người Mông, chó nó rất khôn. Mông cộc đúng không? Con này không ấy, vừa nãy có một con cực đẹp luôn, con nó xù của cái thằng nó vừa mua đẹp. Con này trông nó không được khôn. Em ơi, này này, bao nhiêu con chó vàng đấy? Đây. Bao nhiêu con chó đấy? Chó đấy là 500. 500 à? Con này được đấy, khôn đấy, trông đẹp. Nhưng mà sao mắt nó không đen à? Mắt là không đen, mắt này nó hơi vàng. Nó hơi vàng à? Chó này khôn lắm. Chợ đến đây là cũng vãn rồi. Rồi, xin chào mọi người. Hẹn clip sau. Người đi chợ xong rồi ra làm gì đây? Chụp ảnh à? Hay làm gì? À. Làm gì đấy? Bác ơi, bác làm gì đấy bác? Làm răng à? À, thế à? À, đây là đi chợ xong rồi ra làm răng luôn. Trồng răng cái gì? Có lâu không? Biết rồi. À, trồng răng luôn.
Đây là toàn cảnh thành phố Hà Giang. Toàn cảnh thành phố Hà Giang. Và chúng ta chuẩn bị xuất phát đi lên thị trấn Đồng Văn. Đi thị trấn Đồng Văn, chuẩn bị xuất phát đi thị trấn Đồng Văn. Xung quanh cái thành phố Hà Giang này nhìn từ trên cao đây. Xung quanh cũng toàn là núi cả. Xung quanh toàn là núi. Và bây giờ là đi lên thị trấn Đồng Văn.